Sa palakasan na kong tawagin ay boxing ay kalimitang nagiging basihan ng pagiging yamadong boksingero sa isang laban ay ang experience at itong tagal ng boksingero sa larangan. Ito ang ilan sa nagiging batayan ng mga eksperto para ihirang na nasa A-side ang boksingerong lalaban. Pero hindi lahat ng mga nagiging yamadong boksingero sa laban ang nagwawagi pagkatapos ng laban. Dahil kung minsan po kasi mga idol, ay kung sino pa ang dehado at underdog sa laban, ayun pa ang nananalo at nakaka-upset sa isang laban. Kaya naman niya sa video pong ito, mga idol, ay atin pong pag-uusapan ang nagawang laban ng ating kababayan na si Arvin Jan Pasiones, na kung saan ay lumaban ang ating kababayan sa kanyang debut fight at hinarap ang Thai boxer na si Adisak Katyam. Unang sabak ng ating kababayan sa pagiging professional boxer na kung saan ay kanyang nakaharap ang boksingerong mayroon ng nagawang 9 na laban at 7 sa 9 niya na nagawang laban ay kanyang napanalunan. Kaya naman ay atin pong panoorin ang kanilang naging bakbakan. Những giây đầu tiên là một trận đấu của sự kỷ luật và tốc độ. Tôi thấy sự rất bình tĩnh và bản lĩnh trên gương mặt ông ta. Sau sự thăm dò, bên cạnh đó Adisak cũng phản đòn rất sắc bén. Đó chính là Tiam Adisak có khả năng văn thuận nên thay đổi mục tiêu tấn công liên tục. Hiện tại thì người làm chủ khu vực giữa sân đang là Nguyễn Văn Thuận. Văn Thuận liên tục ép sân. Sườn của đối thủ thưa quý vị. Những cú đánh như vậy chung kết thì là những hiệp sắc. Đúng rồi. Khiến đối thủ gây khó khăn trong phần khó. Hiện tại là cả hai bên đang canh đòn. Chúng ta đang đi vào những... Ô, một cú tay sau rất tốt từ Văn Thuận thưa quý vị. Cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Cú đánh không? Vâng, đúng là như vậy, rất chiến thuật. Chúng ta bước vào hiệp tập thứ hai của người mắt. Văn Thuận với trang phục xám và võ sĩ Adisak với trang phục quần vàng xanh. Vâng, và chúng ta vừa thành thế thế sau phò thưa quý vị. Và có lẽ anh ấy đang là do đây là một trận đấu có 6 hiệp đang rất từ tốn trong việc tấn công đối phương. Và vừa rồi là những pha đổi đòn. Đấy, của việc thay đổi tư thế tấn công là làm cho đối thủ bị mất tập trung. Không biết được. Vâng, những đòn đánh rất khó chịu của Văn Thuận. Một cú thoa bụng hiệu quả của Nguyễn Văn Thuận. Tốc độ của Văn Thuận đã gây khó khăn cho đối thủ trong việc phòng thủ. Đầu sự kiện đến giờ và tôi thấy Nguyễn Văn Thuận là võ sĩ có sử dụng. Đó là kết quả của những đòn đánh vào vùng bụng hiệu quả của Văn Thuận cho Adisak bị tụt thể lực vậy. Có vẻ như Văn Thuận đã canh được. Anh liên tục cho đối thủ đánh vào không khí. Đã có sự thay đổi khi anh phải hạ thấp tay xuống để tránh những để bè những cái đòn tấn công vào bụng. Đúng vậy, vừa lòng đã nói những đòn móc sườn móc và qua đó lại hở phần mặt của mình ra. Một kinh nghiệm và một trẻ chiến thắng knock out. Mười giây cuối cùng hiệp đấu thứ ba. Quần màu đỏ xám và đã bị chấp nhận trong một quần xanh vàng. Lần đầu diễn ra chưa được 10 hiệp nhưng mỗi bên vẫn cố lắm.
chính xác đang biết mình đang bị ngược lên, cho nên anh đã tổ chức tấn công ngay từ hiệp đấu thứ ba. Có vẻ như anh đã tìm được lỗ hổng của lỗ hổng chiến thuật của Văn Thuận. Trong boxing, tấn công cũng là một cách phòng thủ hiệu quả. Một pha đỡ đòn hiệu quả. Ở ngược lại, hiện tại Isaac đang là người ép đài. Một đòn tay sâu chính xác của Văn Thuận. Choáng rồi. Sao là choáng rồi thưa quý vị? Vì đó là cái giá phải trả khi dồn lên tấn công và quên mất phòng thủ. Lại là một cú đấm chính xác của Văn Thuận. Isaac thực sự đang... giảm lại sâu những pha đổi đòn vừa rồi. Adisak thể hiện khả năng dồn ép đối thủ và đó là để hạn chế khả năng di chuyển tốt của Văn Thuận và gây tình cảm hơn trong mắt của giám khảo, nhưng mà Văn Thuận chúng ta phản đòn rất là xuất sắc. Vâng, và cho tới bây giờ hai bác sĩ cực kỳ cống hiến. Knockdown rồi. Quá hay thưa quý vị, ông chồng Nguyễn Văn Thuận. Adisak đã phải nhờ đến những tiếng đếm. Vâng, và anh vẫn có thể tiếp tục. Trận đấu tiếp tục. Một cơn mưa đòn đấm đó Adisak. Liệu có kết thúc chưa? 15 giây thưa quý vị. 10 giây. Và tôi tin là trận đấu tiếp theo ta di chuyển nhiều hơn để có thể né được trận đòn. Chúng ta trở lại với hiệp đấu thứ tư. Hai bác sĩ gần như không có dấu hiệu mệt mỏi. Tấn công rực lửa. Pha tấn công ở vùng sườn và bụng của Văn Thuận. Tìm kiếm cơ hội của mình thông qua những đòn móc sườn. Dù bị nốc đạn, ta đã cố gắng trở lại với hiệp đấu của mình. Và... Lại là một cú choáng thưa quý vị. Những cú đấm rất nặng của Adisak, cú đấm rất nặng của Văn Thuận. Adisak đã có dấu hiệu loạn choạng. Adisak nên chấm dứt bằng cách. Hindi lubos lumubos sa kalain ng mga commentators sa laban na ganito pala lumaban ang ating kababayan, na kung saan inagawa niyang manakaut ang Thai boxer at makuha ang kanyang unang panalo bilang isang professional boxer. Lubos na pinagkaguluhan ang ating kababayan dahil sa wala kasi sa itsura nito ang kayang manalo sa laban. Pero kahit na ganun pa man, ay pinatunayan lamang ng ating kababayan na hindi lamang ang experience ang pwedeng gawing basihan para manalo sa isang laban.